Không chỉ có Hà Nội đâu mà ở thành phố lớn như là Hồ Chí Minh thì cũng đã triển khai rất nhiều những chương trình như là mỗi quận huyện phải có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Và bên cạnh đó thì các tỉnh thành khác như là ở Cần Thơ thì tổ chức những tour cách Navan hay quý vị đến với Đà Nẵng cũng có thể xem những lễ hội này. Ngoài ra thì khi mà đi du lịch trong đợt này thì quý vị có thấy rằng các loại hình du lịch dường như là đặc trưng hơn và có nhiều loại hình du lịch mới để cho mỗi người một vua khác nhau có thêm nhiều sự lựa chọn. Và hy vọng là những ai yêu thích du lịch thì sẽ thử trải nghiệm đến các thành phố lớn với những lễ hội khác nhau. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin với các tình hình về giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, vào chiều ngày 4 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an có thông tin trong 4 ngày nghỉ lễ vào ngày 2 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 79 vụ tai nạn giao thông làm 99 người thương vong. Cụ thể, 79 vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên tuyến đường bộ, làm cho 48 người tử vong, 51 người bị thương do tai nạn giao thông từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 4 tháng 9. Trên tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, thì cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát Giao thông và Công an của các địa phương đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 510 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 600 triệu đồng, tước bằng chứng chỉ chuyên môn 8 trường hợp, tạm giữ hai phương tiện thủy. Trong 4 ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Cảnh sát Giao thông đã xử lý hơn 2.900 trường hợp lái xe có nồng độ cồn vi phạm kịch khung